Đấy, anh em muốn dừng đấy, tạm dừng video này. Đấy. Dạo này á, mình thấy mấy anh trai bắt đầu rén khi có cách check xem ai nhắn tin trên Messenger nhiều nhất. Bữa nay cùng mình kiểm tra thử nha. Đi học về ngày xưa. Hôm nay em review cho anh em mẫu đồng hồ X20 Ultra em nhé. Phiên bản X20 Ultra này có bộ nhớ dung lượng lên đến là 64GB và RAM của nó là 4GB anh em nhé. Thì đây, để cho anh show cho anh em xem cái dung lượng bộ nhớ của con đồng hồ này. Đây anh em xem nhé. Thì bộ nhớ của đồng hồ này nó sẽ là 64GB này. Đấy, RAM của nó sẽ là 40GB và nó có thể phát hiện bộ nhớ, có nghĩa trình duyệt bộ nhớ ở trực tiếp ở trên đồng hồ này được nhé. Đấy. Về thiết kế thì nó sẽ y hệt thiết kế của con X10 Ultra nhưng mà nâng cấp thêm là RAM 4GB và bộ nhớ là 64GB. Đấy thì và con này hiện tại nó sẽ có thông báo là sáng màn và úp tay tắt màn hình nhé em nhé, và có lắc cổ tay sáng màn hình. Đấy là nâng cấp. Con này thì pin dung lượng của nó vẫn là 1500 mAh và kết nối hỗ trợ Wi-Fi và NTE anh em nhé, có hỗ trợ lắp sim đầy đủ. Đây là đồng hồ em nhé, thì con đồng hồ này nó vẫn giống như kiểu X10 Ultra thôi. Thì hộp nó sẽ bao gồm là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng nhé, và một đôi dây silicone này, và một sạc không dây nhé anh em nhé. Còn cái này là cái khe cạy sim, thì ở cái khe cạy sim này của con đồng hồ này thì nó sẽ anh em khi lắp sim ấy thì anh em sẽ lắp sim ở bên này và anh em cạy khẽ nhẹ ở đây ra. Đấy thì cái con đồng hồ này nó sẽ, anh em sẽ lắp sim ở đây. Đấy thì bây giờ em sẽ đi qua sơ qua vài tính năng của con đồng hồ này. Thì con đồng hồ này được thiết kế theo kiểu dáng Apple Watch Ultra nhé, rất là đẹp. Đấy em cảm thấy nhận được cái viền màn hình này. Đấy viền màn hình của nó rất là đẹp, bốn cạnh rất là đều, và con có hỗ trợ bốn ốc vít anh em nhé, bốn ốc vít này. Đấy có bốn ốc vít này và là hai chốt thay dây bằng kim loại này, sau là 9 cụm cảm biến anh em nhìn, 9 cụm cảm biến, trong đó thì 6 cụm cảm biến lớn và 3 cụm cảm biến nhỏ. Thì con này sẽ là size của nó sẽ là 49mm nhé, dành cho những anh em size cổ tay từ 15 và 16. Đấy thì ở con đồng hồ này mặt màn hình nó sẽ là mặt watchOS 10. Đây mình sẽ show qua vài mặt đồng hồ con đồng hồ này. Đấy đồng hồ này thì nó sẽ có cho anh em tầm 7 đến 8 mặt watchface anh em nhé. Còn lại anh em muốn cài mặt watchface thì anh em có thể cài trực tiếp ở trong đồng hồ qua thông qua an mô ảnh. Thì đây em sẽ cài một cái mặt watchface này cho nó đẹp. Đấy, mặt này nó rất là đẹp. Đấy, nó có thể tùy chỉnh được. Thì con đồng hồ này nó sẽ hỗ trợ cho anh em là nút tao này, nút tao là nút thanh công cụ thông minh như kiểu ở trên iPhone đấy. Thì con này điều chỉnh tăng giảm độ sáng màn hình trực tiếp ở trên đây, và màn hình của nó sẽ là màn hình AMOLED anh em nhé, cực kỳ là sắc nét luôn. Đấy, màn hình cực kỳ là sắc nét. Ngoài ra thì viền hàn màn hình được nâng cấp từ 2,2 lên 2,4 inch. Đấy. X20 sẽ là 2,4 inch. Đấy. Và chỉnh loa to nhỏ, tăng giảm to nhỏ trực tiếp vào trên đồng hồ này. Thì con đồng hồ này nó sẽ vẫn hỗ trợ cho anh em hai camera. Đấy, đó là khi anh em mở camera này ra này, anh em mở camera này thì nó sẽ tự giác là chụp ảnh này. Đấy. Đây là mở cam sau anh em nhé. Còn đây là cam trước này. Đấy, anh em có thể điều chỉnh cam xoay được 360 độ luôn. Đấy. Khi anh em không dùng thì anh em có thể ấn nút này để khóa camera lại. Đấy. Là được. Thì con này giao diện của nó thì có thể là zoom to nhỏ được anh em nhé. Đây ví dụ em zoom to nhỏ cho anh em. Đấy zoom nhỏ này. Zoom to tràn màn hình này. Đấy anh em có thể zoom to tràn màn hình ra được. Thì con này vẫn hỗ trợ cho anh em là Android là 8.1. Đấy Android 8.1. Và có đầy đủ các tính năng như nghe gọi này, nhận thông báo này, mạng internet này, truy cập được mạng internet Wi-Fi và có thể phát Wi-Fi được anh em nhé. Ngoài ra thì con này có bản nâng cấp đều những đợt thì nó sẽ đều có những hỗ trợ nâng cấp cho anh em. Đấy thì con đồng hồ này sẽ hoạt động độc lập như một con điện thoại nha anh em nhé, có thể lắp sim được. Đấy, sim thì hỗ trợ 4G đến 5G. Thì ở đây em đã cài sẵn Zalo rồi anh em nhé, anh em có về vào CH Play này, anh em đăng nhập Google và cài CH Play. Đấy, đây là CH Play ở trong đồng hồ, thì anh em có thể tải game trực tiếp như game Liên Quân Mobile, Free Fire này, và đấy thế giới mobile Play Zone anh em có thể cài hết được những ứng dụng nổi bật như TikTok này, rồi là những ứng dụng Spotify này, hoặc là báo mới Telegram nhé, anh em có thể tải được nhé. Thì bây giờ anh em cho test cho anh em về phần hiệu năng của nó đồng hồ này nhé. Thì con đồng hồ này anh em thấy hiệu năng của nó cực kỳ là mượt mà anh em nhé. Đấy đây là hiệu năng của con đồng hồ này.
thì rất là mượt mà này. Đấy. Ngoài ra thì con này đã nâng cấp từ chip RAM 4, RAM 2GB từ bản X10 lên RAM 4GB để cho hiệu năng rất là tốt và thời lượng pin sẽ là lâu hơn X10 một chút anh em nhé. Nó sẽ lâu hơn X10 tầm 3 đến 4 tiếng và con này sẽ hỗ trợ cho anh em là TikTok và YouTube đầy đủ. Đây là phần TikTok anh em nhé. Đấy, em có thể xem được trực tiếp TikTok ở trên đây được. Đấy. Em có thể like được nhé. Đấy, like được. Loa của nó rất là to nhé. Anh em có thể chỉnh loa to nhỏ trực tiếp ở trên đây được. Đấy. Chỉnh nhỏ này, 15 phút thanh này. Còn chỉnh phim này. Đấy. Màn hình là 2K nên là cực kỳ là sắc nét luôn. Anh em có thể xem được ở chế độ 2K nha anh em nhé. Rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, anh em rất thích. Con này là rất là thông minh. Thì anh em có thể hoạt động độc lập lắp sim để nghe gọi được. Đấy, anh em muốn dừng đấy, tạm dừng video này. Đấy. Đấy, viền của nó rất đẹp này, bên cạnh này. Thiết kế rất là cân đối anh em nhé, không dày nhé. Trọng lượng thì rất là vừa, trọng lượng tầm 50g anh em nhé. Đấy. Ngoài ra thì anh em có thể lướt thoải mái, ứng dụng lên đến 8 tiếng đồng hồ nhé. Đấy. Anh em có thể xem thoải mái luôn. Màn hình rất là đẹp. Con này đeo lên tay thì rất là đầm tay anh em nhé. Đây ví dụ em vào ứng dụng YouTube cho anh em xem nhé. Đây em sẽ cài YouTube để cho anh em xem qua để xem phim, xem chất lượng giải trí của màn hình của nó rất đẹp. Đây là phần bàn phím anh em nhé. Đấy, bàn phím thì của nó gõ rất là dễ thôi. Anh em chỉ cần cài đặt trực tiếp vào trên đồng hồ này là xong. Chỉ tầm mất tầm 20 giây đến 30 giây nó sẽ tải xong và cài đặt cho anh em. Đấy, đây là tính năng rất là hay. Anh em có thể tải 64GB mà, bộ nhớ 64GB nên là tải rất là nhiều ứng dụng được. Đấy. Nếu mà anh em mua thì anh em khuyên anh em nên nó chỉ chênh tầm hơn 200.000 thôi, nhưng anh em mua một cái bản 64GB thì anh em sẽ dùng được rất là nhiều ứng dụng. Đấy, cài được nhiều ứng dụng hơn. So với bản 32 nó gấp đôi mà, gấp đôi bộ nhớ mà RAM nó cũng khỏe hơn nên nó mang lại trải nghiệm rất là mượt mà hơn cho anh em nhé. Anh em có thể trải nghiệm tất cả là Facebook, YouTube và Zalo. Đấy. Ngoài ra thì Shopee hoặc là Messenger đấy, anh em có thể tải để được. Đây em chờ chút để cho con đồng hồ này nó sẽ cài xong cái phần YouTube thì em sẽ review cho anh em xem cái phần trò chơi của nó. Đấy, khi anh em muốn quay lại thì em chỉ vuốt đấy. Đây sao cài xong này, ứng dụng YouTube nó đã cài xong rồi nhé. Đấy, chưa đến 1 phút là nó đã cài xong được, cài nhanh như một điện thoại anh em nhé. Đấy, anh em có thể vào đây xem. Đấy, vào đây loát, chờ tí mạng loát này. Đấy, chạm màn hình có sáng màn này. Đấy, ví dụ anh vào sốt xem này. Đấy, một con tôm hùm khổng lồ. Ui, trời ơi thật quá, màn hình quá sắc nét anh em. Nay nhận được thùng quà cả... thu thật với bác, mâm cơm của bác ngon thật, nhưng mà ở nhà mẹ bắt ngon. Đấy, ví dụ về đây, ví dụ em xem nhạc nhé, mở bài nhạc cho anh em xem nhé. Đấy, ví dụ như EDM. EDM remix này. Đấy, anh có thể xem nghe nhạc trực tiếp ở trên đồng hồ được. Quá hay luôn em ơi. Chất lượng luôn. Loa nó quá đã luôn. Đấy, nhạc nghe rất là hay luôn anh em nhé. Âm thanh rất là to. Run được một toàn màn hình luôn anh em ạ. Đấy, xem được toàn màn hình luôn. Đấy, có lịch thời tiết này. Có lịch này. Đấy, có lịch thời tiết nha anh em nhé. Có nghe gọi, nhận thông báo này. Bộ nhớ màn hình này, hiển thị này. Có nghe nhạc nhé. Có nghe nhạc thì có kết nối Bluetooth. Có kết nối được tai nghe anh em nhé. Có theo dõi nhịp tim này. Đo nhịp tim này. Rồi lượng SpO2, đo huyết áp này. Rồi đo nồng độ oxy trong máu nhé, đầy đủ anh em nhé.
Ngoài ra thì máy có thể cài được giao diện tổ ong này, hoặc là cài giao diện 3x3 này. Đấy, anh em ấy có thể tùy chỉnh giao diện thoải mái anh em nhé. Ngoài ra máy hỗ trợ full thông báo đấy, máy hỗ trợ full thông báo từ Zalo, Facebook nếu anh em cài các app. Đấy, trên đây là video review mẫu đồng hồ X20 Ultra nhé anh em nhé. Em nào cảm thấy hay thì anh em nhấn đăng ký kênh và like giúp em. Link sản phẩm em sẽ để dưới mô tả, hoặc anh em nhấn vào số điện thoại Zalo ở trên màn hình em đã để nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.